Đức Thọ Tức Phan Đình Khải, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1911, tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, sau này là xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Xã Nam Vân nay thuộc thành phố Nam Định, trong một gia đình nhà nho khá giả thời bấy giờ. Cha ông là cụ Phan Đình Quế, một nhà nho mất sớm. Mẹ ông là cụ Đinh Thị Hoàng, cơ sở cách mạng tin cậy của đồng chí Trường Trinh, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Linh. Bùi Lâm trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Sau này cụ được nhà nước trao tặng bằng có công với nước. Đồng chí Lê Đức Thọ có hai người em trai cũng rất nổi tiếng. Đó là đồng chí Thượng tướng Đinh Đức Thiện, tức Phan Đình Dinh, Đại tướng Mai Trí Thọ, tức Phan Đình Đống. Đầu năm 1920 tối khi mới 14 tuổi, Phan Đình Khải được gia đình cho lên thành phố Nam Định học tại trường tiểu học Duy Lê Ferry, tức trường tiểu học Cửa Bạc. Nam Định là thành phố công nghiệp dệt may lớn nhất nước thời bấy giờ, là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, có tinh thần yêu nước và cách mạng rất sôi nổi. Năm 1925 khi Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời tại Quảng Châu Trung Quốc, thì ngay sau đó, cấp tỉnh hội đã có mặt ở Nam Định. Năm 1926, Phan Đình Khải đã tham gia những hoạt động yêu nước và cách mạng đầu tiên, rồi được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, hoạt động trong học sinh hội ở trường cửa Bắc và trường tiểu học A Vờ Nanh tháng 10 năm 1929, được sự dìu dắt, giúp đỡ, giới thiệu của người thầy dạy Nguyễn Văn Tiến, đồng chí Lê Đức Thọ được chính thầy mình kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng và trở thành bí thư tri bộ học sinh trường tiểu học tư thục A Vờ Nành. Năm 1930, đồng chí về quy địch lễ tuyên truyền, vận động thanh niên và những người ruột thịt như Đinh Đức Thiện, Phan Văn Dinh, Phan Đình Tạc, Phan Đình Thiều và Ngô Văn Ngoạn để kết nạp đảng và thành lập tri bộ đảng ở đây nhân kỷ niệm 13 năm ngày cách mạng tháng 10 Nga thành công, đêm ngày 6 dạng sáng ngày 7 tháng 11 năm 1930, để khoách trương thanh thế của Đảng mới ra đời từ đầu năm, Đảng Bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Nam Định tổ chức cho các chi bộ nhà máy, trường học, đường phố giải truyền đơn, treo cờ đảng, gây ra nhiều vụ nổ lớn ở thành phố Nam Định. Lập tức chính quyền thực dân mở chiến dịch đàn áp khốc liệt, bắt 54 cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng, trong đó có đồng chí Lê Đức Thọ một đảng viên trẻ, mới 19 tuổi đời và một năm tuổi đảng. Ngày 27 tháng 1 năm 1931, chính quyền thực dân đưa những người bị bắt ra xét xử ở tòa án tỉnh Nam Định và kết án đồng chí tù khổ sai trung thân. Đồng chí làm đơn kháng án cho nên kẻ địch giải đồng chí lên Hà Nội xét xử tại tòa thượng thẩm và bị kết án 10 năm tù khổ sai đẩy đi côn đảo vào giữa năm 1931. Tại địa ngục trần gian này, Đồng chí gặp các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh cùng chiến đấu với chế độ lao tù hà khắc. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đồng chí được bầu làm bí thư chi bộ và thường vụ chi ủy nhà tù. Tổ chức các cuộc đấu tranh của tù nhân, tổ chức học tập về chủ nghĩa cộng sản do giáo sư Đỏ Trần Văn Dầu giảng dạy. Trong hơn 5 năm bị giam cầm ở đây, đồng chí cùng tri ủy nhà tù quyết định tổ chức vượt ngục để đưa các đồng chí đảng viên Cộng sản về đất liền hoạt động thành công. Riêng chuyến vượt ngục của đồng chí Ngô Gia Tự, Bí Thư Sứ ủy Nam Kỳ và một số đồng chí khác vào cuối năm 1934 bị mất tích trên biển. Tháng 6 năm 1936, chính phủ cánh tả của mặt trận bình dân Pháp lên cầm quyền, tuyên bố ân xá tù chính trị ở thuộc địa. Trong vòng 4 tháng cuối năm 1936, hơn 500 tù chính trị ở Côn Đảo, một nửa là những nhà cộng sản, được thả tự do, trong đó có đồng chí Lê Đức Thọ. Trở lại Nam Định vào cuối năm 1936, mặc dù bị chính quyền quản thúc, đồng chí Lê Đức Thọ đã bắt liên lạc được với tổ chức Đảng để lao ngay vào hoạt động và được phân công phụ trách công tác báo chí công khai của Đảng ở Nam Định và xây dựng các cơ sở bí mật cũng như công khai của Đảng bộ tỉnh. Trong thời gian này, đồng chí viết cuốn nhật ký tuyệt thực 9 ngày dưới được xuất bản công khai, cùng với cuốn sách vấn đề dân cải của quan Ninh và Vân Đình là hai tài liệu được phát hành rộng rãi ở thành phố Nam Định. Đồng chí là người phụ trách đại lý phát hành sách báo công khai của Đảng, mang chính tên mình là đại lý Phan Khải, sau đổi thành tin tức đặt ở số 2 phố Nhà thờ, thành phố Nam Định. Ngày 9 tháng 9 năm 1939, cũng chính tại địa chỉ này đồng chí bị mật thám bắt lần thứ hai, kết án 5 năm tù, giam ở nhà tù Hòa Lò Hà Nội đến đầu năm 1940, bị đẩy lên Sơn La được bầu làm chi ủy viên chi bộ nhà tù, cùng đồng chí Tô Hiệu lãnh đạo cuộc đấu tranh trong lao tù. Đầu năm 1943, đồng chí bị địch đưa từ nhà tù Sơn La về giam ở nhà tù Hòa Bình. Tháng 9 năm 1944, ra tù, đồng chí được ông Mười Hương đón về gặp Thường vụ Trung ương, là Tổng Bí Thư Trường Trinh và Hoàng Quốc Việt tại An toàn khu Trung ương ở ngoại thành Hà Nội. Từ giai đoạn này, do yêu cầu của công tác bí mật đồng chí đổi tên Phan Đình Khải thành Lê Đức Thọ, được Thường vụ Trung ương giao nhiệm vụ phụ trách công tác tổ chức, huấn luyện cán bộ, cùng các đồng chí Trần Độ, Trần Cư, Trần Quốc Hương trong đội công tác với những nhiệm vụ đặc biệt, trong đó có công tác đảm bảo bí mật, an toàn cho ATK Trung ương. Tháng 5 năm 1941, hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương bầu số lượng ủy viên Trung ương rất ít, thì ngay sau đó các đồng chí Phùng Trí Kiên rồi Hoàng Văn Thụ bị địch bắt và sát hại để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Tháng 10 năm 1944, đồng chí Lê Đức Thọ được chỉ định tham gia Ban chấp hành Trung ương phụ trách công tác tổ chức đảng vụ, huấn luyện cán bộ và bảo vệ Trung ương, xây dựng các an toàn khu của Trung ương, trực tiếp phụ trách xứ ủy Bắc Kỳ. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 1945, tại Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang đã diễn ra hội nghị toàn quốc của Đảng, quyết định phát động tổng khởi nghĩa và kiện toàn ban chấp hành Trung ương các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trí Thanh, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Hoan được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương. Còn đồng chí Lê Đức Thọ được chỉ định vào Ban thường vụ Trung ương. Như vậy đến lúc này thường vụ Trung ương gồm Tổng bí thư Trường Trinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt và đồng chí Lê Đức Thọ. Ngay sau khi Hà Nội Tổng Khởi Nghĩa giành chính quyền thành công ngày 19 tháng 8, thì ngày 21 tháng 8 năm 1945, đồng chí Lê Đức Thọ, cùng thường vụ trung ương đã có mặt ở nội thành Hà Nội để chuẩn bị đón Bác Hồ và chuẩn bị cho cuộc meeting lớn ra mắt chính phủ lâm thời của nước Việt Nam độc lập. Từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đồng chí được Bác Hồ và thường vụ trung ương phân công phụ trách công tác tổ chức của Đảng, đào tạo, huấn luyện cán bộ. Trong suốt năm 1946, trên cương vị phụ trách công tác tổ chức của Đảng, đồng chí Lê Đức Thọ cùng với Thường vụ Trung ương Đảng thành lập Trung ương Quân ủy và xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng trong quân đội đến cấp tiểu đoàn do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm bí thư tổng quân ủy. Đồng chí cũng mở một số lớp huấn luyện cán bộ của Trung ương và trực tiếp giảng dạy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong điều kiện rất khẩn trương khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với thù trong giặc ngoài hiểm độc, ban chấp hành Trung ương không họp được. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ban thường vụ Trung ương họp hai lần, gửi thư cho Sứ ủy Nam Bộ và ra một loạt chỉ thị để điều hành toàn Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc như chỉ thị tình hình và chủ trương, chỉ thị hòa để tiến, chỉ thị tổ chức kỷ niệm ngày mùng 1 tháng 5. Đặc biệt trong ngày 18 và 19 tháng 12 năm 1946, đồng chí Lê Đức Thọ tham dự cuộc họp của Thường vụ Trung ương ở Vạn Phúc, Hà Đông do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì để phát động toàn quốc kháng chiến. Sau hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Còn Thường vụ Trung ương ra chỉ thị toàn dân kháng chiến. Thực hiện nghị quyết hội nghị Thường vụ Trung ương mở rộng ngày 16 và 17 tháng 6 năm 1947, chuẩn bị một phái đoàn gồm có đại biểu quân sự, hành chính, đoàn thể vào Nam bộ và Nam Trung bộ. Giữa tháng 9 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng đã cử một phái đoàn lớn gồm 30 cán bộ của Trung ương Đảng, chính phủ và quân đội vào kiểm tra và chi viện cho chiến trường Nam bộ. Đoàn do đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Thường vụ Trung ương dẫn đầu. Trong đoàn có bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Thứ trưởng Phủ Thủ tướng trưởng phái đoàn chính phủ, đồng chí Dương Quốc Chính, tức Thiếu tướng Lê Hiến Mai, trưởng phái đoàn của Bộ Tổng chỉ huy. Đoàn mang theo rất nhiều tài liệu của Trung ương, tiền Đông Dương và vàng Trung ương chi viện cho Nam Bộ. Dọc đường từ Việt Bắc vào Nam Bộ, đồng chí Lê Đức Thọ thay mặt Trung ương làm việc với Khu ủy 3, Khu ủy 4, Khu ủy 5 và một số tỉnh ủy tại Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Thọ tổ chức lễ thụ phong quân hàm thiếu tướng cho tư lệnh quân khu 4 và trao danh thiếp của Bác Hồ như một thông điệp gửi thiếu tướng Nguyễn Sơn. Sau 4 tháng hành quân vô cùng gian khổ, đầu năm 1949 phái đoàn vào đến Đồng Tháp 10, căn cứ kháng chiến của Sứ ủy Nam Bộ và tới tháng 4 năm 1949, Sứ ủy và Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ tổ chức lễ mít tinh lớn chính thức đón phái đoàn của Trung ương. Tại cuộc mít tinh trọng thể này, đồng chí Lê Đức Thọ công bố sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao quân hàm trung tướng cho đồng chí Nguyễn Bình, tư lệnh Bộ đội Nam Bộ. Khi phái đoàn vào Nam Bộ, đồng chí Bí Thư Sứ ủy Lê Duẩn đã báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương xin để đồng chí Lê Đức Thọ và toàn bộ phái đoàn của Trung ương ở lại Nam Bộ công tác và được Bắc và Trung ương đồng ý. Vì vậy, cuối năm 1949, đồng chí Lê Đức Thọ được bổ sung làm Phó Bí Thư Sứ ủy Nam Bộ, trực tiếp làm trưởng ban tổ chức kiểm tra, dân vận sứ ủy, sát cánh cùng đồng chí Lê Duẩn lãnh đạo cách mạng miền Nam, cho đến khi kết thúc cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 2 năm 1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng, đồng chí Lê Duẩn với tư cách bí thư sứ ủy Nam Bộ được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Đức Thọ được đại hội bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 3 năm 1951, Ban chấp hành Trung ương họp hội nghị lần thứ nhất, quyết định thành lập Trung ương Cục Miền Nam, thay cho Sứ ủy Nam Bộ để chỉ đạo công tác Nam Bộ và bộ phận Đảng Lao động Việt Nam ở Cao Miên. Hội nghị Trung ương cũng chỉ định các đồng chí ủy viên Trung ương ở Nam Bộ gồm Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Hà Huy Giáp là thành viên của Trung ương Cục. Tháng 6 năm 1951, Trung ương Cục Miền Nam được thành lập. Nhưng đồng chí Lê Duẩn chưa ra Bắc, vẫn tiếp tục làm bí thư đồng chí Lê Đức Thọ làm phó bí thư. Tháng 5 năm 1952, khi đồng chí Lê Duẩn rời Nam Bộ ra Việt Bắc nhận nhiệm vụ, thì đồng chí Lê Đức Thọ mới chính thức làm bí thư Trung ương Cục Miền Nam, trực tiếp phụ trách công tác đảng vụ. Sau 9 năm chiến đấu lâu dài, gian khổ, sức mạnh của dân tộc hội tụ về Điện Biên để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, hiệp định geneva về lập lại hòa bình được ký kết đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền sông bến hải là giới tuyến quân sự tạm thời đồng chí lê đức thọ ủy viên trung ương đảng bí thư trung ương cục miền nam được điều động ra hà nội đồng chí lê duẩn ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng được chủ tịch hồ chí minh và bộ chính trị phân công ở lại trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền nam sau khi cùng đồng chí lê duẩn sắp xếp tổ chức phân công người đi tập kết người ở lại hoạt động bí mật những ngày đầu năm 1955, đồng chí Lê Đức Thọ lên đường trở lại miền Bắc và được Bộ Chính trị phân công làm trưởng Ban thống nhất Trung ương. Ngày 14 tháng 6 năm 1955, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định về việc thành lập Ban Quan hệ Bắc Nam để thực hiện hiệp định Geneva. Về mặt nội bộ Đảng thì gọi là Ban Miền Nam, do đồng chí Lê Đức Thọ làm trưởng ban và cuối năm 1955 đồng chí được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Từ giữa năm 1956, Đảng phát hiện ra sai lầm trong cải cách dụng đất và chỉnh đốn tổ chức, cử đồng chí Lê Đức Thọ phụ trách công tác sửa sai. Cuối năm 1956, đồng chí Trường Trinh thôi nhiệm Tổng Bí Thư, đồng chí Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị. Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Đức Thọ làm trưởng ban tổ chức Trung ương, thay đồng chí Lê Văn Lương vừa từ nhiệm. Và cũng từ tháng 11 năm 1956, đồng chí kiêm chức hiệu trưởng trường đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương cho đến năm 1961. Cũng trong giai đoạn lịch sử này, đồng chí đã đề xuất Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị điều động đồng chí Lê Duẩn ra Bắc để chuẩn bị làm Tổng Bí Thư. Đầu tháng 9 năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí Thư, tiếp tục được phân công làm trưởng Ban tổ chức Trung ương và năm 1966 lại một lần nữa đồng chí kiêm nhiệm chức hiệu trưởng trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Để chuẩn bị cho cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa dự kiến diễn ra từ mùa xuân 1968. Năm 1967, Bộ Chính trị thành lập một tổ công tác gồm 5 ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có đồng chí Lê Đức Thọ, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương về đường lối cách mạng Việt Nam. Vì vậy, cũng thời gian này, đồng chí được chỉ định tham gia Quân ủy Trung ương Tháng 10 năm 1967, đồng chí là trưởng ban chuyên án đặc biệt phá tổ chức chống đảng, làm tình báo cho nước ngoài, bắt nhiều cán bộ cao cấp của đảng, nhà nước, quân đội ở Hà Nội. Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đồng chí được Bộ Chính trị cử vào làm phó bí thư Trung ương cục miền Nam để cùng đồng chí Phạm Hùng và Trung ương cục cũng như quân ủy và bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam lãnh đạo các cuộc tổng tiến công tiếp theo trong năm 1968 chóng váng trước đòn tiến công của quân và dân miền Nam. Qua nhiều kênh ngoại giao, nước Mỹ ngỏ ý với chính phủ ta để đàm phán hòa bình, tìm lối thoát danh dự để rút ra khỏi chiến tranh. Ngày 22 tháng 4 năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị sau nhiều tháng chữa bệnh tại Trung Quốc vừa về nước. Người đề nghị Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Đức Thọ đang ở chiến trường miền Nam về Hà Nội để lãnh đạo hai đoàn đàm phán của ta ở Paris ngày 30 tháng 5 năm 1968, đồng chí rời Hà Nội đi Paris qua Moscow, trực tiếp đàm phán với Henry Kissinger, đại diện chính phủ Mỹ để giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. Qua gần 5 năm đàm phán, cả bí mật và công khai, ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết tạo ra một bước ngoặt Mỹ cút, ngụy nhào vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Di Niên đánh giá, Lê Đức Thọ là nhà ngoại giao khổng lồ. Cũng trong năm 1973, đồng chí đã từ chối nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình. Sau khi hội nghị Paris kết thúc, đồng chí được Bộ Chính trị phân công làm trưởng ban miền Nam của Đảng, đã nỗ lực cao độ để cùng Bộ Chính trị quyết tâm giải phóng miền Nam Thống nhất Tổ quốc. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, ta mở màn chiến dịch Tây Nguyên bằng đòn điểm huyệt Buôn Ma thuộc giải phóng thị xã Then Chốt này làm cho toàn bộ quân đoàn 2 và quân khu 2 của địch sụp đổ. Tiếp đó, ngày 21 tháng 3, ta mở chiến dịch Huế Đà Nẵng xóa sổ quân đoàn 1 và quân khu 1 của địch, cùng với chiến dịch Tây Nguyên giải phóng hoàn toàn các tỉnh Duyên Hải miền Trung trong tháng 3 năm 1975. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị họp quyết định giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Sau cuộc họp quan trọng này, được sự đồng ý của đồng chí Lê Duẩn, ngày 28 tháng 3 năm 1975, đồng chí Lê Đức Thọ lên đường vào chiến trường. Trong cuộc chiến tranh cách mạng 30 năm từ năm 1945 đến năm 1975, đây là lần thứ ba, đồng chí Lê Đức Thọ vào Nam Bộ để cùng với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy chiến trường thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị Giải phóng miền Nam sớm nhất có thể. Chiều ngày 7 tháng 4 năm 1975, đồng chí đã có mặt ở căn cứ Trung ương Cục Miền Nam tại Bắc Tây Ninh sáng ngày 8 tháng 4 năm 1975, trong cuộc họp của đoàn bộ tổng tư lệnh đoàn A75 với Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền, đồng chí Lê Đức Thọ phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị trong cuộc họp ngày 25 tháng 3 và quyết định của Bộ Chính trị thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn gia định do Đại tướng Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm chính ủy. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, với ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình, Năm cánh quân như năm mũi tên đồng loạt đánh vào nội đô để rồi cùng hội tụ ở điểm hẹn Sài Gòn vào 11 giờ 30 phút, kết thúc cuộc chiến tranh cách mạng 30 năm không ngừng nghỉ để giải phóng và thống nhất đất nước. Ngay trong ngày Sài Gòn được giải phóng, đồng chí Lê Đức Thọ và các đồng chí lãnh đạo chỉ huy chiến trường đã có mặt tại Sài Gòn vừa im tiếng súng. Nửa tháng sau, vào giữa tháng 5 năm 1975, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh đã họp tổng kết chiến dịch Ngoài báo cáo tổng kết do đại tướng Văn Tiến Dũng trình bày, thì đồng chí Lê Đức Thọ là diễn giả chính của hội nghị tổng kết chiến dịch. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, đồng chí được phân công làm phó ban đại diện của Trung ương Đảng và chính phủ ở miền. Tháng 12 năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Đảng, đồng chí thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng. Đồng chí được bầu vào ban chấp hành Trung ương bộ chính trị và ban bí thư, phân công trở lại làm trưởng ban tổ chức trung ương. Từ giữa năm 1977 đến tháng 1 năm 1979, đồng chí được bộ chính trị phân công phụ trách công tác đặc biệt theo dõi tình hình biên giới phía Tây Nam và giúp cách mạng Campuchia. Đầu tháng 11 năm 1978, thay mặt bộ chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí tiếp các đại biểu của những người Campuchia nổi dậy chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot vào cuối tháng này Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia ra đời. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979 khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ, thì đồng chí đã có mặt ở Phnom Penh để chỉ đạo công tác giúp bạn. Ngày 24 tháng 8 năm 1979, Bộ Chính trị quyết định thành lập ban phụ trách công tác ca gồm 4 người, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Nguyễn Côn, Hoàng Thế Thiện, do đồng chí Lê Đức Thọ làm trưởng ban. Tháng 1 năm 1980, đồng chí được Bộ Chính trị phân công làm thường trực ban bí thư phụ trách công tác tổ chức, tuyên huấn và nội chính. Tháng 10 năm 1980 được cử làm hiệu trưởng trường chính trị đặc biệt, đào tạo cán bộ cho bạn. Tháng 12 năm 1980, đồng chí thôi chức trưởng ban tổ chức trung ương để tập trung làm thường trực ban bí thư. Cuối tháng 3 năm 1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng, đồng chí trình bày báo cáo xây dựng Đảng, được bầu lại vào ban chấp hành trung ương được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí Thư. Ngày 24 tháng 4 năm 1982, Bộ Chính trị họp phân công công tác các đồng chí trong Bộ Chính trị. Theo đó đồng chí Lê Đức Thọ Thôi làm trưởng ban tổ chức Trung ương và trưởng đoàn chuyên gia giúp Campuchia, giúp đồng chí Lê Duẩn chủ trì công tác của Ban Bí Thư, phụ trách công tác tư tưởng và công tác đối ngoại. Năm 1983, đồng chí được chỉ định làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Đảng năm 1986, đồng chí được Bộ Chính trị phân công làm tiểu ban nhân sự Đại hội 6, tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6. Đồng chí Lê Đức Thọ và các đồng chí Tổng bí thư Trường Trinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng không tiếp tục tham gia ban chấp hành trung ương để chuyển ra nhiệm vụ cho thế hệ sau, được Đại hội Long Trọng tuyên dương công trạng và cử làm cố vấn ban chấp hành trung ương.